Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Đất Hồ Chí Minh. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một căn nhà tại đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp. Các bạn có thể nhìn thấy mình đang đứng trước mặt căn nhà này. Đây là mặt tiền trước của căn nhà này nha các bạn. Mình sẽ quay con hẻm cho các bạn cùng tham quan. Đây là con hẻm xe máy nha các bạn, và xe ba gác có thể vào. Cách mặt tiền đường Quang Trung chỉ có 30m thôi, chỉ có mấy căn thôi nha các bạn. Vị trí thông ra đường Quang Trung, đi lại rất là thuận tiện nha các bạn. Đây là mặt tiền trước của căn nhà này. Với diện tích bề ngang là 5m, chiều dài là 11m, tổng diện tích công nhận là 52m2, gồm có một trệt, hai lầu, một sân thượng, gồm có 3 phòng ngủ, 4 toilet nha các bạn. Căn nhà hướng Tây Bắc, phù hợp cho những anh chị và các bạn nào mình hợp hướng Tây Tứ Trạch. Bước đi vào thì chúng ta sẽ có khu vực đậu xe máy ở đây nha các bạn. Khu vực này mình sẽ đậu xe máy rất là thoải mái. Và ở bên trái thì chúng ta sẽ có những cái hộc để giày. Hiện tại cô chủ nhà cũng lớn tuổi nha các bạn, nên để máy giặt ở trước, đi lại cho nó thuận tiện. Còn nếu chị và các bạn nào mình mua thì mình sẽ để cái máy giặt lên trên. Nhà hiện đồ để cũng hơi nhiều nha các bạn, nên quý anh chị và các bạn mình cảm giác nó hơi chật. Nhưng vào mình thiết kế lại thì mình sẽ để nó sẽ gọn gàng hơn nha các bạn. Căn nhà hiện trạng vẫn còn rất là mới luôn nha các bạn. Bước đi vào thì chúng ta sẽ có khu vực phòng khách, tiếp đến thì chúng ta sẽ có khu vực bếp. Mình sẽ quay lô 1 cho các bạn cùng tham quan. Hệ thống đánh đèn cầu thang của căn nhà này rất là đẹp nha các bạn. Đèn trần thạch cao, đèn âm tường. Phòng 1 thì chúng ta sẽ có một phòng. Phòng này là phòng master nha các bạn. Rất là rộng rãi thoải mái luôn. Gồm có hệ thống tủ âm tường, trần thạch cao, đèn trần đầy đủ hết rồi nha các bạn. Rèm, màn cửa, kính rất là đẹp nha các bạn. Đây, căn phòng master rất là rộng luôn. Bàn trang điểm. Và khu vực phía trước là khu vực ban công nha các bạn. Rất là thoáng mát luôn. Xóm này rất là văn minh, chỉ cách mặt tiền đường Quang Trung chỉ có 30m thôi, đi lại rất là thuận tiện nha các bạn. Có máy lạnh đầy đủ. Nếu chị và các bạn nào mình mua thì cô chủ nhà sẽ để lại toàn bộ nội thất cho bên mình. Đây là toilet nha các bạn, rất là rộng rãi thoải mái luôn. Căn nhà thiết kế rất là đẹp nha các bạn. Tiếp đến chúng ta sẽ khám phá khu vực lầu 2. Lầu 2 của căn nhà này gồm có 2 phòng và 1 toilet nha các bạn. Căn nhà này có tổng cộng 3 phòng, 4 toilet. Đây, mình sẽ quay phòng ở phía trước cho các bạn cùng tham quan. Đây, căn phòng phía trước có view ban công nha các bạn. Sàn thì là gạch men nha các bạn, ốp giả gỗ, đèn trần thạch cao, tủ âm tường, kính, màn cửa đầy đủ rồi nha các bạn, rất là đẹp luôn. View ban công ở phía trước. Nếu chị và các bạn nào mình mua thì mình chỉ dọn vào là ở thôi, có đầy đủ tất cả các nội thất rồi. Có máy lạnh đầy đủ hết rồi nha các bạn. Đây, mình sẽ quay phòng nhỏ phía sau cho các bạn cùng tham quan. Các bạn có thể nhìn thấy phòng này thì chúng ta sẽ có cửa sổ ra giếng trời nha các bạn, nên căn phòng rất là thoáng luôn. Và căn phòng toilet mở đèn lên rất là đẹp luôn nha các bạn. Hệ thống đánh đèn của căn nhà này rất là đẹp. Đồ nội thất cũng rất là sang nha các bạn. Đi cầu thang cảm nhận rất là chắc chắn luôn. Tiếp đến, các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực sân thượng. Sân thượng này chúng ta sẽ có một khu vực toilet và một khu vực giếng trời ở phía sau. Và khu vực sân thượng ở phía trước.
Đây khu vực sân thượng, ở phía trước rất là rộng rãi luôn nha các bạn. Ở phía trước này chúng ta sẽ trồng cây và có thể để những cái bàn barbecue, để những cái ghế, cuối tuần mình có thể ngồi đây thư thả nhâm nhi ly cà phê nha các bạn. Hiện tại căn nhà này đang rao bán với giá là 6,1 tỷ, vẫn còn thương lượng. Nếu chị và các bạn nào quan tâm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Nam 0901240289. Ngoài ra, để nhìn nhiều hơn những căn nhà đẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh, đồng thời nhấn nút chuông. Các bạn có thể tham quan website nhadất.hochiminh.com.vn để nhìn nhiều hơn những căn nhà đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.